người nam hàng xóm sống ở tầng trên cứ theo em tôi về nhà mãi. Tôi sợ người đó sớm muộn sẽ đột nhập vào nhà của chúng tôi. Gần đây có nhiều camera an ninh mới lắm đó. Hay là hai cô thử lắp đặt cho mình một cái xem sao? Tiền ăn còn không có, lấy đâu ra tiền lắp camera giám sát chứ? Mày có im đi không? Anh đã uống say quá rồi đó. Ai kêu cậu bắt hung thủ thật sự làm gì? Nè cái tên ngu ngốc này. Anh định khi nào mới thôi đây hả? Cái đồ trẻ con.